Thưa quý vị, qua phân tích của ngành chức năng, đa phần các vụ giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa các bên liên quan. Những mâu thuẫn này nếu được phát hiện, giải quyết từ sớm sẽ giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, phóng sự thực hiện tại huyện Đại Từ. Trên khoảnh rừng này, hơn 30 năm nay, gia đình ông Phạm Văn Dương và bà Vũ Thị Hoa ở xóm An Bình, xã An Khánh, huyện Đại Từ vẫn thường xảy ra tranh chấp. Chính quyền địa phương đã nhiều lần vào cuộc nhưng chưa được giải quyết. Qua nắm tình hình mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, Công an xã An Khánh nhận định đây là vụ việc tiêm ẩn nguy cơ có thể phát sinh tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Do vậy, đã tham hưu với cấp ủy, chính quyền, huy động các ban ngành đoàn thể, tập trung các giải pháp, hòa giải để tháo gỡ mâu thuẫn giữa hai gia đình. Đã có lập một đoàn công tác gồm các cái đoàn thể liên quan, công an rồi mặt trận tổ quốc và các đoàn thể liên quan thì cũng có đến tuyên truyền vận động và cũng phân tích cái được cái mất mà, mà để tranh chấp lâu dài. Thế cho nên là chúng tôi cũng đồng thuận với cái cùng với tổ công tác giải quyết một cách rất là êm đẹp cũng giữ cái tình làng nghĩa xóm gọi là xóm giềng thì tối lửa tới đèn có nhau. Đại từ cũng là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh ban hành nghị quyết của ban thường vụ huyện ủy về lãnh đạo thực hiện công tác nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Công an huyện cũng đã kịp thời tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy chúng tôi thấy rằng đây là một nội dung cần thiết cần phải ban hành nghị quyết của đảng về tập trung sự lãnh đạo của cả hệ thống chính trị vào cuộc để kịp thời nắm bắt tình hình giải quyết các nguyên nhân và giải quyết các xung đột các mâu thuẫn lớn trong nhân dân không để xảy ra các hậu quả trong phần tổ chức thực hiện thì có yêu cầu các cơ quan trong đó đặc biệt là cơ quan công an là cơ quan tham mưu định kỳ hàng quý khi mà chúng tôi tổ chức giao ban khối nội chính thì thấy những cái nắm tình hình những cái vụ việc nội bộ mâu thuẫn phức tạp lớn kéo dài mà đã vượt qua cái tầm kiểm soát cũng như là thực hiện của cấp cơ sở thì kịp thời báo cáo với lại thường trực để chúng tôi có cái định hướng và tăng cường xử lý. Để cụ thể hóa nghị quyết, công an huyện đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Công an huyện đã chỉ đạo đội nghiệp vụ biên soạn tài liệu hệ thống hóa sơ đồ hóa thành những tài liệu mang tính chuyên ngành và hướng dẫn cho công an các xã để thực hiện đồng thời công an huyện cũng đã phối hợp với phòng quản lý hành chính để tập huấn cho công an các xã thị trấn trong công tác giải quyết đối với công an các xã thị trấn thì công an huyện thường xuyên yêu cầu báo cáo giải quyết các vụ mâu thuẫn đang hiện có và báo cáo tình hình những vụ mâu thuẫn mới phát sinh và lãnh đạo công an huyện sẽ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết theo từng vụ việc Tại địa bàn cơ sở, công an xã, mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ được giao nhiệm vụ nắm tình hình, đời sống, sinh hoạt, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Khi nhận thấy có mâu thuẫn hoặc những sự việc có thể phát sinh mâu thuẫn thì kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết từ sớm, tránh để mâu thuẫn âm ỉ kéo dài, khó giải quyết. Nhận được những thông tin của hai bên thì sau khi tổ hòa giải thì cũng tiến hành có biên bản hòa giải và đồng thời cũng được phân tích cho bà con nhân dân những hai bên xảy ra xô xát ấy. thì sau đó thì cũng người ta cũng nhận thấy ra là những cái sai mà tại buổi hòa giải thì cũng đã thể hiện cái việc là xin lỗi nhau và trong công tác ban công tác hòa giải cũng đã ghi vào biên bản. Năm 2023, công an huyện Đại Từ đã tham mưu giải quyết xong ổn định không để phát sinh phức tạp 24 vụ mâu thuẫn tại địa phương. Cũng từ đó, an ninh trật tự được giữ vững ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được duy trì và phát huy, đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển lành mạnh, bền vững, hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.